Ê, xin chào anh em đang xem YouTube của Hồng Rít Công nha. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho anh em một mẫu xe đang được chào bán MT Motorcycle của bên Hồng ha. Đó chính là chiếc Triton Swambler 150 màu xanh lính nha anh em. Xe này thì nguyên zin. Lên một số món nhỏ nhỏ thôi, không đáng kể lắm. Gài bánh trước ha. Để mình quay một số chi tiết cho anh em xem. Gương gù. Thì xe này chỉ có lên một số chi tiết nhỏ nhỏ thôi. Yên thì gọt mút lại tạo hai tầng và thay da yên không bị thấm nước nha anh em. Da yên zin là bị thấm nước nha. Cây bô còn rất là mới luôn. Giải quấn bô mình vừa mới quấn lại màu đen. Mới tinh luôn nha anh em. Máy móc thì nguyên zin. Bên Hồng bán xe có bảo hành máy 3 tháng. Anh em quan tâm dòng xe này ghé cửa hàng của Hồng để xem xe nha. Địa chỉ là 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp nha anh em. Rồi, mua xe bên Hồng thì Hồng vừa mới nhắc ha. Mua xe Hồng sẽ bảo hành máy 3 tháng. Có thay nhớt và bảo trì lần đầu là hoàn toàn miễn phí cho anh em, không quá 3 tháng đầu tiên nha. Bên mình có hỗ trợ là rút hồ sơ gốc cho anh em sang tên về tỉnh nha anh em. Xe này đang biển thành phố Hồ Chí Minh nha. 59B Tân Bình. Có hỗ trợ ship xe và giao xe tận nơi cho anh em khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận luôn nha anh em. Rồi bên mình có hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng cho anh em nào mà tài chính chưa đủ ha. Mình có thể làm một cái thẻ tín dụng với hạn mức đủ với số tiền mình đang thiếu. Còn lại mọi việc là để bên Hồng lo nha. Rồi anh em nào mà quan tâm thì nhớ ghé địa chỉ của hàng. Cửa hàng của Hồng là 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp nha anh em. Hoặc là anh em có thể liên hệ trực tiếp vào fanpage MT Motorcycle để được tư vấn và hỗ trợ nha. Anh em có thể gọi trực tiếp cho số hotline bên mình cũng được nha anh em, 0868 966 377 ha. Anh em có thể gọi vào hai số cá nhân của Hồng có sử dụng Zalo luôn ha. 089 86 86 337 là Hồng Rít Tông nha. 0932 77 3394 là Jenny. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết cái clip của mình. Anh em nào yêu quý cái dòng xe Rít này, yêu quý kênh YouTube của Hồng, nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube của Hồng nha. Và theo dõi những cái clip sắp tới Hồng quay về những chiếc xe chào bán MT Moto Sài Gòn nha anh em. Ngoài dòng xe Triton ra thì Hồng vẫn có thu mua các dòng xe classic đời cao 2015 trở lên ha. Đời cao 2015 trở lên và dưới 650cc nha anh em. Anh em nào có xe có nhu cầu mua bán trao đổi ký gửi thì nhớ liên hệ Hồng nha. Hồng sẽ thu mua tận nơi, nhiệt tình bao giá, hỗ trợ anh em tất cả các thủ tục giấy tờ ha. Tiền tươi nhanh gọn lẹ nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình nha. Anh em nhớ đừng quên nhớ nhấn đăng ký kênh và theo dõi những cái clip sắp tới của Hồng nha anh em. Rồi đây, xin chào, hẹn gặp lại anh em vào những cái clip sau. Mình sẽ quay về những chiếc xe Triton mới về cửa hàng của mình nha anh em. Hiện tại là về rất là nhiều xe luôn ha. Còn 4-5 chiếc nữa mình chưa quay luôn. Rồi, cảm ơn anh em ha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vào những clip sau nha.